Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Duji & Mep. Hôm nay mình xin chia sẻ cái mẫu crop top tiếp theo. Thì mình móc ở đây là mình sẽ vẫn dùng sợi nay sân sai, sợi mảy và cái móc vàng tương ứng là số 3. Để bắt đầu thì mình sẽ móc lên 13 mũi xích. Sau đó mình sẽ móc thêm một mũi xích và quay trở lại móc vào chân thứ hai này là các mũi đơn. Thì tổng cộng mình sẽ có 13 mũi đơn. 2 này. 3 4 5 6 7 8 9 13. Sau khi móc được 13, mình lên 2 mũi xích, quay trở lại mà tìm móc vào ngay cái chân đầu tiên này. Một mũi kép, một mũi xích và sau đó cùng cái chân đó mình móc thêm 2 mũi kép. Sau đó mình móc 2 mũi xích. Mình đếm lại cái chân thứ 6 này, 1 2 3 4 5 6. Thì mình móc vào một hai mũi kép, một cụm hai mũi kép 3, một mũi xích và hai mũi kép 3. Sau đó móc hai mũi xích. Tại cái chân cuối cùng là chính là cái chân thứ 13 thì mình sẽ móc tiếp tục hai mũi kép, một mũi xích và hai mũi kép. Sau đó mình quay trở lại mặt, mình móc hai mũi trượt để đưa cái chân mũi về chính giữa cụm đầu tiên này, sau đó lại lên hai mũi xích, móc một mũi kép, một mũi xích, hai mũi kép, móc hai mũi xích chuyển sang cụm kế tiếp, móc vào chính giữa cái cụm kế tiếp hai mũi kép, một mũi xích, hai mũi kép, hai mũi xích và cụm cuối cùng mình cũng móc tương tự hai mũi kép. Thì tổng cộng mình móc sẽ móc 5 hàng tương tự. Quay trở lại mà móc 2 mũi trượt. Đây là hàng thứ 3.
Chuyển qua hàng thứ tư. Và hàng cuối cùng, hàng thứ năm. Chuyển qua hàng thứ sáu thì mình bắt đầu mình sẽ móc họa tiết hình quả dứa. Thì đầu tiên vẫn móc hai mũi chừa, hai mũi xích, một mũi kép, một mũi xích, hai mũi kép, sau đó móc hai mũi xích. Sau đó cái họa tiết này thì mình móc một mũi kép, ba mũi xích, một mũi kép. Sau đó móc hai mũi xích. Kế tiếp thì mình vẫn móc cụm hai mũi kép, một mũi xích, hai mũi kép. Chuyển sang hàng kế tiếp thì móc hai mũi trượt. Hai mũi xích, một mũi kép. Hai mũi xích. Sau đó tại cái cụm này mình móc 7 mũi kép. Sau đó móc hai mũi xích. Kế tiếp móc vào đây hai mũi kép, một mũi xích, hai mũi kép. Quay trở lại mặt. Lại tiếp tục hai mũi trượt. Một mũi kép, một mũi xích, hai mũi kép. Sau đó mình móc hai mũi xích. Đây mình móc 7 cụm, một mũi kép, xem một mũi xích. Sau đó móc hai mũi xích và hai mũi kép, một mũi xích, hai mũi kép.
nhận hàng kế tiếp. Hai mũi xích, một mũi kép, một mũi xích, hai mũi kép, hai mũi xích. Sau đó mình móc một mũi đơn vào chính giữa cụm này, móc 3 mũi xích, 1 mũi đơn, 3 mũi xích, cái dây xích thứ hai này, 3, 4 và 5. Sau đó 2 mũi xích, 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép, 2. Tiếp tục mình móc 2 mũi trượt này, 2 mũi xích, 1 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép. Sau đó móc 1, 2 lại móc giảm còn 4, 1, 2, 3, 4 dây xích, 3 mũi kèm mũi đơn, 2. À xin lỗi, cái cụm đầu tiên này mình sẽ móc khác một chút. Ở đây là sau đó mình sẽ móc thêm 1 mũi xích và móc 2 mũi kép vào đây nữa. Ba cái phần 2 mũi kép cách nhau bởi 1 mũi xích này, sau đó mới móc 2 mũi xích và tiếp tục móc 4 cái dây xích. Xích này. Sau đó cái cụm cuối cùng mình cũng lại móc 2 mũi kép, 1 mũi xích. Tiếp tục 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép. Đó, cái cụm cuối cùng này. Sau đó mình lại quay trở lại, móc 2 mũi trượt, 2 mũi xích, 1, 2, 3 mũi xích này. Chuyển sang cụm kế tiếp này, mình lại móc 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép, 2 mũi xích. Ở đây thì giảm xuống còn 3 dây xích, 1 này, 2, 3, 1 mũi đơn. Lại tiếp tục kết thúc bằng 2 mũi xích. Em móc tương tự cụm đầu tiên, vẫn là 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép, 3 mũi xích. Kế tiếp 1 mũi kép, 2 mũi kép. Sau đó mình quay trở lại, 2 mũi xích, 1 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép. Sau đó móc 3 mũi xích chính giữa cái dây xích 3 mũi phía dưới, mình sẽ móc vào 2 mũi kép cùng một chân.
móc 2 mũi xích. Tiếp tục 2 mũi kép. 1 mũi xích, 2 mũi kép. Đây 2 mũi xích. Giảm xuống, ở đây chỉ còn 2 dây xích. 1 2 3 này. 1 mũi đơn. 1 2 3. 1 mũi đơn và 2 mũi xích. Tiếp tục như cái tương tự với cụm đầu tiên. 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép. 2 mũi xích. Móc vào chính giữa dây xích này 2 mũi kép cùng một chân. 2 mũi xích, 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép. Quay trở lại mặt. Mình tiếp tục 2 mũi trượt. Hai mũi xích. Một mũi đơn là một mũi xích, hai mũi kép, hai mũi xích này. Ở đây mình sẽ bắt đầu mình móc một mũi kép, 3 mũi xích. Lại móc một mũi kép vào chân kế tiếp, hai mũi xích. Kế tiếp móc 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép. Sau đó móc 2 mũi xích, 1 mũi đơn, 3 mũi xích, 1 mũi đơn. Tiếp tục 2 mũi xích. Lại móc 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép, 2 mũi xích. Kế tiếp móc 1 mũi kép, 3 mũi xích và 1 mũi kép và chân kế tiếp, 2 mũi xích. Và móc bụng cuối cùng 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép. Hàng cuối cùng móc 2 mũi trượt này, 2 mũi xích này, 1 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép, 2 mũi xích. Cái cụm kế tiếp này mình sẽ móc vào 7 mũi kép. 1 2 3 4 5 6 7. Móc 2 mũi xích. Móc vào cụm này 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép. Sau đó móc 2 mũi xích, 1 mũi đơn. Tiếp tục 2 mũi xích. Móc 7 mũi kép. 4 5 6 7. 2 mũi xích. Lại móc 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép.
vậy mình đã kết thúc một phần cái phần thân trên của chiếc crop top. Sau đây mình sẽ móc cái mảnh đối diện thì mình lối vào đây. Thì cái crop top này là mình móc theo kiểu hở lưng một chút, vì vậy là cái phần đối xứng mảnh kia nó sẽ hơi khác một chút. Thì sau đây mình sẽ móc cái mảnh đối xứng. Đầu tiên là tại vị trí này thì mình lên 2 mũi xích, sau đó vẫn móc vào 1 mũi kép, 1 mũi xích, 1 mũi kép, 2 mũi kép, sau đó 2 mũi xích. Sau đó tại tương ứng cái chân này mình cũng móc vào 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép. Sau đó lại móc 2 mũi xích và móc cụm thứ 3. Chuyển sang cụm thứ 2 thì mình cũng móc tương tự. Thì vì phần lưng nó khoét sâu nên mình sẽ móc tổng cộng là 14 cụm như vậy. Và 14 hàng là các cụm 2 mũi kép và 1 mũi xích, 2 mũi kép và xen nhau bởi 2 mũi xích. Mình sẽ móc tương tự và kéo dài cái phần này, tổng cộng là 14. Như vậy mình đã móc xong 14 thì cái lượt này, đây mặt sau của phần thân. Sau đó ở đây là kết thúc, mình sẽ móc 13 mũi xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mũi xích để tạo thành cái phần lách áo, và mình sẽ lối sang bên đây bằng một mũi trượt. Và buộc hai với cái đầu này cho nó chắc chắn. Đây, cái phần này mình tạo cái phần lách áo này. Bây giờ mình sẽ tiếp theo mình sẽ móc bắt đầu từ cái phần này. Mình sẽ lối cái dây xích vào này. Ở đây mình vẫn tiếp tục, mình lên 2 mũi xích, 1 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép, 1, 2 mũi xích, tiếp tục móc 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép, một mũi xích, hai mũi xích này, hai mũi kép, hai một mũi xích, hai mũi kép, hai mũi xích,
Và đây mình sẽ bỏ trống 3 chân, 1, 2, 3, móc vào chân thứ 4, 1 mũi kép, móc 7, 1 mũi kép, 1 mũi xích. Cái phần nách áo này mình cũng đang tạo cái họa tiết hình dứa, nhưng đây chỉ một nửa thôi. Sau đó mình móc 2 mũi xích. Thì sang cái lượt này mình móc lại móc vào đây 2 mũi kép. 1 mũi xích, 2 mũi kép. 1 mũi xích này. Ở đây mình sẽ móc 7. 1 7 cụm 1 mũi xích, 1 mũi kép. Một mũi kép, một mũi xích. Kết thúc 2 mũi xích. Nét móc 1, 2 mũi kép, 1 mũi xích. 2 mũi kép. Một mũi xích. Và đến cái chỗ này mình lùi luôn sang phía bên này, mình móc 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép, 2 mũi xích. Sau đó lại móc 7 mũi kép kèm mũi xích. 1 3 4 5 6 7 2 mũi xích này. Sau đó móc 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép, 1 mũi xích. Như vậy mình đã xong một cái mảnh đầu tiên. Thì mình sẽ móc một cái mảnh đuôi xứng tương tự. Này, cái mảnh đuôi xứng tương tự này. Thì mình sẽ nối hai mảnh với nhau bằng một mũi trượt. Đây mình nối hai mảnh với nhau bằng một mũi trượt. Sau đó buộc hai cái dây đầu này với nhau cho nó chắc. Có phần ống tay. Đó, hai mảnh đối xứng với nhau. Sau đây mình sẽ móc sang cái hàng 1 của cái phần nối hai mảnh với nhau. Thì cũng bắt đầu nối từ đây. Nối từ đầu phía mảnh này, mình sẽ lên 2 mũi xích, 1 mũi xích này, 2 mũi kép này,
Sau đó móc 1-2 mũi xích. Kế tiếp thì mình móc 2 mũi kép, 2 mũi kép, 2 mũi xích. Tiếp tục 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép. Móc 2 mũi xích. Đến cái phần lách áo này mình lại móc họa tiết lửa dứa bình thường thôi. Lửa phần hình họa tiết dứa. Cứ 3 mũi xích, 1 mũi đơn. Tổng cộng 5 lượt. Sau đó móc 2 mũi xích. Chuyển qua phần này. Lưu ý là cái phần này này, mình vẫn móc 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép. Sau đó 2 mũi xích này. Kế tiếp mũi xích, 3 mũi xích này, 1 mũi đơn. Móc 5 lượt. Chỗ này thì móc hoa tiết hình dứa bình thường thôi. 2 mũi xích, 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép. Lưu ý chỗ này là bắt đầu tạo cái lượt họa tiết dứa mới thì mình móc 3 mũi xích này. Đây, bắt đầu mình tạo một lượt họa tiết dứa mới ở phần chính giữa kế điểm này. Lại móc chuyển sang cụm kế tiếp, 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép, 2 mũi xích, 1 mũi đơn, 3 mũi xích, tổng 5 lượt như vậy. 2 này, 3, 4 và 5. Sau đó 2 mũi xích, 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép. Lại móc 1, 2, 3. Lưu ý là cái phần núi chính giữa, đây là cái phần ngực của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ tạo một lượt họa tiết dứa mới vào đây. Thì mình móc 3 mũi xích. Sau đó lại móc với sang đây 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép. Sau đó 2 mũi xích, 5 lượt. Ba xích một đơn, 2 này, 3, 4, 5, 5. Chỗ kết thúc này 2 mũi xích rồi. Sau đó chuyển 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép. Lại 3 mũi xích, chỗ này tạo vị trí một lượt họa tiết dứa mới này. Lại 2 mũi kép, 1 mũi xích, 2 mũi kép, 2 mũi xích. Và 5 lượt 1 mũi đơn, 3 mũi xích. 1, 4, 5. Hai mũi kép,
một mũi xích, hai mũi kép, hai mũi xích. Chỗ phần lách áo này mình móc tương tự. Một, hai, ba, bốn và năm. Sau đó hai mũi xích, chỗ này thì lại móc ba cái cũ, hai mũi kép một mũi xích, hai mũi kép cách nhau hai mũi xích nhé. Xích này, cái cụm thứ hai móc tương tự. Đấy, hai mũi xích, hai mũi kép một mũi xích, hai mũi kép này. Đây, mình sẽ chuyển sang móc hàng thứ hai của phần lượt mối hai mạch. Hàng thứ hai thì mình vẫn một mũi trượt, hai mũi xích, một mũi kép, một mũi xích, hai mũi kép, sau đó hai mũi xích này. Đây, móc tương tự. Chỗ này móc hai mũi xích, đây hai kép một xích, hai kép, sau đó móc hai xích. Chỗ này giảm xuống còn bốn dây xích, ba mũi thôi. Một, hai, ba, bốn, hai mũi xích. Đến lưu ý cái phần cái mũi mà cạnh cái phần lách này, mình cũng bắt đầu mình tạo một họa tiết hình dứa thì mình tạo như sau. Tại cái phần lách này thì mình móc một mũi kép, hai mũi kép, một mũi xích, tiếp tục móc hai mũi kép, lại một mũi xích, lại móc vào hai mũi kép, hai mũi xích. Đây, vì chúng ta cái phân lách này chúng ta móc như vậy. Để chuyển sang cái họa tiết dứa tiếp theo thì mình móc một mũi đơn, ba mũi xích, lại móc bốn lượt. Cuối cùng hai mũi xích. Chuyển sang phần này thì mình bắt đầu mình khởi tạo cái họa, cũng khởi tạo cái họa tiết dứa. Móc một, hai mũi xích này, sau đó móc vào chính giữa này một mũi kép, xong lại hai mũi xích. Kép một xích, hai kép hai xích. Chỗ này giảm xuống còn bảy cụm, một đơn ba xích, một, hai, ba, bốn, một, hai, giảm xuống còn bốn cụm. Đây, phần chính giữa thì mình cũng sẽ khởi tạo một lượt họa tiết dứa, hai kép một xích, hai kép, sau đó một, hai, móc vào đây chính giữa một mũi kép, hai mũi xích này, tiếp tục móc hai kép,
một xích, hai kép, hai xích và giảm xuống 4 lượt, một đơn 3 xích, 1, 2, 3, 4 và 5 và kết thúc bằng 2 xích. Sau đó chuyển qua phần này, cũng là cái phần khởi tạo, một lượt họa tiết giữa, hai kép, một xích, hai kép, lại hai xích, một kép và chính giữa cái dây xích phía dưới, hai kép, tiếp tục một, hai kép, một xích, hai kép, lại hai xích và 4 lượt, một đơn 3 xích, 1, 2, 3, 4, sau đó 2 xích. Đây, chuyển qua cái phần rìa lách áo này, mình sẽ khởi tạo nó khác một chút, thì vẫn là hai kép, một xích, hai kép, một xích, hai kép. Đây mình sẽ móc hai xích và 4 lượt, một đơn 3 xích, 1, 2, 3, 4, 2 xích này, tiếp tục 3 cụm, hai kép, một đơn và một xích, hai kép cách nhau bởi hai xích. Cụm cuối cùng của hàng thứ hai, cái phần núi hai phần mảnh với nhau. Giờ mình sẽ chuyển qua hàng thứ ba của phần núi hai mảnh với nhau, thì tại đây mình vẫn móc một hai lên một, một xích, hai kép, móc hai xích này, chuyển cụm kế tiếp, một xích, hai kép, lại hai xích, hai kép, một xích, hai kép, giảm xuống còn 3, một đơn 3 xích, 1, 2, 3, 2. Cái phần vị trí này này, mình lại móc tương tự như cái phần đầu của phần quai, thì vẫn móc 1, 2 kép, 1 đơn, hai kép, sau đó móc 3 xích, tiếp tục móc một cụm, hai kép, một xích, hai kép, sau đó một hai xích, lại giảm xuống 3 cụm, một hai ba, tiếp tục một hai ba,
1 2 3 1 2. Tiếp tục 2 kép, 1 xích, 2 kép. Đến cái phần khởi tạo này mình sẽ móc 2 xích này, nhưng tại mũi kép này mình sẽ móc 2 mũi kép của một chân, sau đó móc 2 xích. Đấy, các phần tiếp theo thì mình móc sẽ móc tương tự các họa tiết giữa. Đến phần chính giữa này mình cũng sẽ móc 2 xích, 2 kép cùng một chân và 2 xích. Các về tại cái phần khởi tạo của phần giữa. Đến phần lách áo này thì mình cũng tương tự móc giống cái phần lách bên này. Như vậy mình đã móc xong hàng thứ 3 của phần núi 2 mảnh. Mình trở lại mình quay móc 1 mũi trượt, 2 mũi xích, chuyển qua hàng thứ 4. Đây mình vẫn móc các cái cụm 2 kép 3, 2 xích, 1 xích, 2 kép 3 và cách nhau bởi 2 xích. Một, hai. Và tiếp tục 1 đơn 3 xích. Lại cứ 1 đơn 3 xích. Sau đó 2 mũi xích. Tại vị trí này này, cái cụm này mình móc hơi thiếu một chút, nhưng ở đây mình vẫn là móc 2 mũi kép 3, 1 xích, 2 kép 3 đấy. Và sau đó mình sẽ móc 1 2 xích tại cái phần chính giữa này, mình móc vào 2 kép 3 cùng một chân, sau đó móc 2 xích. Kế tiếp móc 2 kép, 1 xích, 2 kép. Chỗ này đáng nhẽ phải 2 kép, 1 xích, 2 kép, nhưng mình móc lỗi một chút. Đấy, 2 xích, 1 đơn 3 xích, 1 đơn 3 xích, 1 đơn. Tiếp tục 2 xích. Chỗ này mình sẽ móc 2 kép này, 1 đơn, lại móc 2 kép. Sau đó mình móc 2 xích. Chỗ này tiếp tục móc 2 kép vào 2 chân liền nhau, sau đó 2 xích. Chỗ này 2 kép, 2 xích, 1 xích, 2 kép. Tiếp tục 2 xích. Lại móc các lượt tương tự tại các phần vị trí tạo thành cái lượt khóa tiết dứa và các vị trí khởi tạo, thì mình móc tương tự cái vị trí lách này, mình móc tương tự cái phần đối diện. Sau khi móc xong cái hàng thứ 4 của phần nối 2 mảnh thì mình chuyển qua hàng thứ 5. Thì tại hàng thứ 5 này thì các bạn lưu ý cái phần vai á, thì mình sẽ có cái phần lưng sau thì mình sẽ có sự thay đổi. Thì sau khi móc cái cụm đầu tiên này mình móc 2 mũi xích. Đến cái cụm thứ hai mình không móc như thế này như tương tự hàng dưới nữa, mà mình móc 1 mũi kép, 3 mũi xích và 1 mũi kép để bắt đầu khởi tạo một lượt, là 2 mũi xích để bắt đầu khởi tạo một lượt họa tiết dứa. Thì khởi tạo một lượt họa tiết dứa tương tự như cái mặt trước này. Đó.
Thì cái mặt sau thì mình lại cũng móc tương tự. Bắt đầu từ vị trí này mình lại bắt đầu tương tự móc giống cái lượt của cái mặt trước, là cũng khởi tạo một lượt họa tiết dứa và hai cái phần họa tiết dứa hai viền bên. Thì đến cái vị trí mà cái hàng này này, mình cũng sẽ nối hai cái mặt sau vào với nhau. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình móc. Đây là mặt sau. Hai mũi kép, hai mũi xích. Phần này thì mình chỉ móc một mũi đơn, ba mũi xích này chỉ còn một mũi đơn, ba mũi xích và một mũi đơn mà thôi. Hai mũi xích đó. Hãy chuyển sang cái cụm này. Một mũi xích, hai mũi kép, một mũi xích, hai kép. Sau đó đến cái vị trí này mình cũng lại bắt đầu móc hai mũi xích và khởi tạo một lượt dứa, họa tiết dứa bằng cách móc một mũi kép, ba xích, một kép. Sau đó lại móc hai xích, lại hai kép, một xích, hai kép, sau đó hai xích, một, hai, ba, hai, hai kép, một xích, hai kép, hai xích. Và tại vị trí này cũng là vị trí mình khởi tạo một lượt. Cứ một lượt, đây là gần kết thúc một lượt họa tiết dứa, thì mình sẽ bắt đầu khởi tạo một cái lượt họa tiết dứa mới. Hai mũi kép, lại một xích, hai kép, như vậy. Tương tự mình sẽ móc cái phần vị trí lượt còn lại. Chúng ta có thể thấy đây là cái sau lưng của chiếc crop top. Đây vị trí sau lưng đây. Đây là cái từ cái phần vai. Còn đây là cái phần của áo mặt trước. Thì tại cái vị trí sau lưng mình cũng khởi tạo một lượt họa tiết dứa mới ở đây này. Và móc thành một vạt chéo giống y như cái phần mặt trước này, nhưng cái lưng thì nó khoét sâu hơn. Đó. Thì tất cả cái việc kết thúc và khởi tạo cái cứ kết thúc và khởi tạo cái lượt họa tiết dứa mới thì nó rất là nhịp nhàng với nhau. Và sau này nó tạo thành cái một cái họa tiết kiểu như thế này. Đó. Mình xin phép được kết thúc cái video của cái lượt móc ở đây. Video cũng đã khá dài và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi video tiếp theo của mình nhé.